Lâu lắm rồi mới đào được cái con rép này. Trời ơi, đào trùng mà gặp nó. Con cá nó thích ăn con này lắm các bạn, mà mấy tháng rồi mới đào được. Rớt ra, trời ơi, nó ăn kiểu này nó đụng cái nhíp. Rồi cái nhíp nhọn quá, không biết có bị sao không biết gì, chứ ai mà dám bắt cái con đó mà nhỏ nhỏ cho nó chết là sưng mấy ngày á nha các bạn. Con rết nó độc lắm á.